Những ngày qua, cộng đồng mạng truyền tay nhau hàng loạt tin nhắn và hình ảnh trong một hội nhóm kín trên mạng mang tên Sugar Daddy, Sugar Baby, với những lời mời gọi rao bán bản thân của các cô gái trẻ để tìm kiếm một ông bố bao nuôi. Mới đây, xuất hiện cô gái chỉ mới là sinh viên nhưng kiếm được 500 triệu đồng mỗi tháng từ 6 Sugar Daddy và tiết lộ những bất ngờ đằng sau cuộc sống sang chảnh này. Nữ sinh viên Joey, 18 tuổi, hiện đang học ngành tâm lý học và khoa học thần kinh tại một trường đại học ở London, Anh. Cô hy vọng mình sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ và sau đó là tiến sĩ để trở thành một nhà tâm lý học được công nhận. Tuy nhiên, ít ai biết rằng mỗi tháng nữ sinh này kiếm được tới 18.000 bảng Anh, hơn 500 triệu đồng từ những người đàn ông giàu có. Cô không ngần ngại thừa nhận mình là một sugar baby cho những người đàn ông lắm tiền nhiều của. Cô có tới 6 người đàn ông bao nuôi mình mỗi tháng. Họ đều là những đại gia lớn tuổi và chết mê chết mệt vẻ đẹp như thiên thần của nữ sinh này. Trời cho hay, những sugar daddy này đã phải trả tiền học phí cho cô hàng tháng và cung cấp tài chính để cô ăn tiêu mỗi ngày. Nhiệm vụ của cô là gặp họ vài lần trong một tháng, nhưng cô khẳng định chưa bao giờ nảy sinh quan hệ tình dục với họ. Trời tìm sugar daddy thông qua trang web chuyên về dịch vụ này. Cô cho hay, cô đóng vai trò là người bạn đồng hành trong một thời gian ngắn của những người đàn ông giàu có. Tùy thuộc vào lịch trình học mà Joey gặp 6 người đàn ông mỗi tháng. Mỗi người cô gặp gỡ 2-4 lần trên một tháng. Joey cho biết cô sẽ tiếp tục những mối quan hệ này để phục vụ cho việc học tập trong tương lai của mình. Tuy nhiên, Joey cũng khẳng định rằng cô sẽ không gắn bó lâu dài với Sugar Daddy. Đây chỉ là mối quan hệ giúp cô kiếm tiền và có nhiều trải nghiệm hơn. Chắc chắn người bạn đời trong tương lai của cô sẽ là một lựa chọn khác.